Xin chào các bạn khán giả của Hồ Xanh Kiến Thức. Rất vui khi chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình ngày hôm nay. Các bạn thân mến, có thể nói thế giới mà chúng ta đang sống hiện tại ngày càng có nhiều diễn biến phức tạp cả về thiên nhiên lẫn các vấn đề xã hội. Điều này khiến cho các quốc gia cũng ngày càng có nhiều sự ràng buộc với nhau hơn. Do đó, việc một quốc gia đứng riêng lẻ vừa là một điều hết sức lạ lẫm, vừa khiến đất nước đó trở nên chậm chạp hơn trong việc phát triển. Việt Nam chúng ta cũng không nằm ngoài quy luật này. Kể từ khi thực hiện công cuộc đổi mới và mở cửa nền kinh tế của mình với thế giới, chúng ta đã nhận được nhiều không chỉ những giá trị mà vật chất, mà vị thế và tiếng nói của đất nước chúng ta cũng đã tăng lên một cách nhanh chóng. Và trong hội nghị G7 vừa qua, nơi quy tụ của 7 quốc gia công nghiệp hàng đầu thế giới hiện nay, Việt Nam là một trong số ít các quốc gia được mời tới để trao đổi về những vấn đề đặc biệt. Vấn đề đó là gì? Việt Nam đóng vai trò như thế nào tại hội nghị này? Tầm ảnh hưởng của chúng ta hiện tại đã lớn tới mức nào? Hôm nay, xin mời các bạn cùng theo dõi video này để cùng tìm ra đáp án nhé! Nào, bây giờ chúng ta cùng bắt đầu thôi! Nếu các bạn chưa biết thì nhóm 7 nước công nghiệp phát triển, còn gọi là nhóm G7 hay Group of Seven, được thành lập vào năm 1976, là một liên minh gồm 7 nước có nền công nghiệp tiên tiến: Anh, Mỹ, Đức, Nhật Bản, Pháp, Canada và Italy. Cùng với nhóm G20, G7 đóng vai trò quan trọng trong việc định hình và củng cố cấu trúc và quản trị toàn cầu. G7 còn là tập hợp tiếng nói, phản ánh quan điểm tương đồng và lợi ích của các quốc gia phát triển trong giải quyết các vấn đề chung về an ninh quốc tế và thúc đẩy các cuộc thảo luận giải quyết thách thức toàn cầu. Các thành viên nhóm G7 sở hữu tổng cộng hơn một nửa giá trị tài sản thế giới, thường xuyên chiếm khoảng 30% GDP toàn cầu, với thị trường khoảng 10% tổng dân số thế giới. Hội nghị thượng đỉnh G7 được tổ chức hàng năm, tập trung trao đổi, thúc đẩy, giải quyết các vấn đề toàn cầu từ kinh tế, chính trị, xã hội, gồm tài năng, tăng trưởng, công nghệ, tăng trưởng xanh, chuyển đổi số, dịch bệnh, bình đẳng giới, các điểm nóng, xung đột trên toàn cầu. Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng được tổ chức trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh G7 với sự tham dự của các nước và tổ chức quốc tế khách mời, nhằm thúc đẩy mạnh mẽ sự tham dự và đóng góp của các nước đang phát triển, đẩy mạnh quan hệ đối tác của G7 với các nước đang phát triển trong giải quyết các thách thức toàn cầu. Theo thông tin trên các phương tiện truyền thông, vừa qua, Hội nghị Thượng đỉnh G7 đã được tổ chức tại Nhật Bản. Năm nay, Thượng đỉnh G7 có đến 16 ghế. Bên cạnh 7 cường quốc công nghiệp hàng đầu thế giới và Liên minh châu Âu là sự hiện diện của các lãnh đạo từ 8 quốc gia là Ấn Độ, Brazil, Úc, Hàn Quốc, Comoros và quần đảo Cúc. Và Việt Nam cũng là một trong 2 quốc gia duy nhất trong khối ASEAN bên cạnh Indonesia được mời tham dự thượng đỉnh G7 mở rộng lần này. Tuy nhiên, bối cảnh thế giới của hội nghị lần này lại có nhiều vấn đề phức tạp đã xảy ra như đại dịch Covid-19 và cuộc chiến tranh giữa Nga-Ukraine. Tuy nhiên, vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm nhất có lẽ chính là sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trung Quốc trong những năm gần đây để thách thức vị thế của Mỹ và các đồng minh phương Tây. Do đó, 2 thượng đỉnh G7 và thượng đỉnh Trung Quốc-Trung Á được tổ chức sát nhau, tất nhiên cũng nhận được nhiều sự chú ý và không tránh khỏi việc giới quan sát cho rằng việc 2 hội nghị thượng đỉnh này diễn ra sát nhau và là một dấu hiệu của cuộc chiến giành ảnh hưởng giữa Trung Quốc và phương Tây do Mỹ lãnh đạo. Đối với hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc-Trung Á, chuyên gia về Nga và Trung Á tại Học viện Khoa học Xã hội Thượng Hải Lily Fan chia sẻ với tờ Thời báo Hoa Nam rằng dù lịch trình 2 hội nghị thượng đỉnh có phải cố ý sắp xếp sát nhau hay không, thì rõ ràng đây là cuộc chiến giành ảnh hưởng giữa Trung Quốc và phương Tây do Mỹ dẫn đầu trong bối cảnh có nhiều cuộc thảo luận về một cuộc chiến tranh lạnh mới. Cựu trưởng khoa nghiên cứu Trung Á tại Đại học Lan Châu Jiangsu cũng cho rằng 2 hội nghị có động cơ khác nhau. Trong khi các lãnh đạo G7 cảm thấy cần phải kiềm chế Bắc Kinh, thì Trung Quốc và Trung Á muốn chống lại chính sách ngăn chặn của phương Tây, đặc biệt là về mặt an ninh. Theo ông Yang, Trung Quốc phải nỗ lực trên mọi mặt trận để giảm thiểu các mối đe dọa an ninh và áp lực từ Mỹ và các đồng minh. Tình hình ngày càng xấu đi ở môi trường phía đông Trung Quốc, bao gồm Biển Đông, ngày càng rõ ràng. Tình hình càng trở nên xấu đi nhanh chóng sau cuộc chiến Ukraine. Vì vậy, Bắc Kinh cần tăng cường đầu tư vào khu vực phía Tây của mình để tăng cường an ninh và hợp tác kinh tế, ông Yang nhận định. Để đạt được mục tiêu đó, Bắc Kinh đang tìm cách tăng cường quan hệ với Trung Á,
khu vực mà các quốc gia phương Tây có ít ảnh hưởng hơn. Ông Yang cho rằng Trung Quốc có nhiều không gian hơn để hợp tác ở đó và phương Tây rất khó can thiệp vào khu vực này. Bên cạnh đó, đất nước tỷ dân cũng đang tìm đến Trung Á như là nơi để đảm bảo cung cấp năng lượng khi những tác động của cuộc khủng hoảng Ukraine và lệnh trừng phạt đối với Nga gây thêm bất ổn cho thị trường. Đường ống dẫn khí đốt tự nhiên Trung Quốc-Trung Á có thể tăng cường đáng kể sự hợp tác năng lượng giữa Trung Quốc và các quốc gia trong khu vực này. Nó cũng có thể mang lại lợi ích cho thị trường lao động của Trung Á và có tác động đáng kể đến sự phát triển kinh tế ở các quốc gia này. Chuyên gia kinh tế về Trung Quốc của Tổ chức Tài chính đa quốc gia Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, ông John Jingyu lưu ý. Trong bối cảnh ngày cuối hội nghị, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố rằng Trung Quốc sẽ cung cấp 26 tỷ nhân dân tệ, tương đương 3,7 tỷ đô la viện trợ tài chính và hỗ trợ phát triển ở các quốc gia tại khu vực Trung Á. Chuyên gia Li Bifang cho rằng viện trợ kinh tế và đầu tư của Trung Quốc là quan trọng cả về kinh tế và chính trị, bởi vì nhiều quốc gia Trung Á đã phải chịu lệnh trừng phạt thứ cấp của phương Tây vì mối quan hệ của họ với Nga. Ông nói, đối với Trung Quốc, việc Trung Á xoay trục về phía mình có ý nghĩa rất lớn vì các quốc gia Trung Á là trụ cột của BRI trong bối cảnh xây dựng dự án cơ sở hạ tầng đầy tham vọng này vấp phải khó khăn. Trong khi đó, nhiều chuyên gia nhận định các nước G7 đã thể hiện lập trường chống Trung Quốc mạnh mẽ, chưa từng có tiền lệ trong nhiều thập kỷ qua. Trong một tuyên bố về an ninh kinh tế được đưa ra ngày 20 tháng 5, ngày thứ hai của hội nghị thượng đỉnh G7 tại Nhật Bản, các lãnh đạo G7 cho biết sẽ tăng cường khả năng phục hồi thông qua việc khắc phục các điểm yếu và chống lại các hành vi xấu lợi dụng và củng cố những điểm yếu này. Mặc dù không trực tiếp đề cập đến Trung Quốc, các quan chức phương Tây lên tiếng ngày càng nhiều về việc Bắc Kinh sử dụng các hạn chế thương mại trong tranh chấp chính trị. Các nhà lãnh đạo G7 cho biết thế giới đã phải đối mặt với sự gia tăng đáng lo ngại về các vụ cưỡng bức kinh tế nhằm lợi dụng các điểm yếu và sự phụ thuộc về kinh tế, đồng thời làm suy yếu các chính sách đối ngoại và đối nội cũng như vị thế của các thành viên G7, các đối tác trên toàn thế giới. Chúng tôi sẽ hợp tác cùng nhau để đảm bảo rằng những nỗ lực vũ khí hóa sự phụ thuộc kinh tế bằng cách buộc các thành viên G7 và các đối tác của chúng tôi, bao gồm các nền kinh tế nhỏ, tuân thủ và quy phục sẽ thất bại và phải đối mặt với hậu quả. Việc Trung Quốc sử dụng các biện pháp trừng phạt thương mại là một trong những chủ đề được theo dõi chặt chẽ tại hội nghị thượng đỉnh G7. Trong bối cảnh có nhiều lời kêu gọi hành động phối hợp để ngăn chặn Bắc Kinh, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và Litva đều bị hạn chế thương mại trong những năm gần đây sau các tranh chấp với Bắc Kinh về nhiều vấn đề. Chính phủ Anh cáo buộc Trung Quốc đã sử dụng sức mạnh kinh tế để chèn ép các nước như Úc và Lithuania trong các mâu thuẫn chính trị. Trong một thông cáo được đưa ra sau đó trong ngày 20 tháng 5, các nhà lãnh đạo G7 đã vạch ra một chiến lược cụ thể để đối phó với Trung Quốc. Chúng tôi nhận ra rằng khả năng phục hồi kinh tế đòi hỏi phải loại bỏ rủi ro và đa dạng hóa. Một Trung Quốc đang phát triển tuân theo các quy tắc quốc tế sẽ mang lại lợi ích toàn cầu, thông cáo sau hội nghị cho biết. Trước đó, Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản Rahm Emanuel cho biết G7 đang phát triển các công cụ để ngăn chặn và bảo vệ sự chống lại đe dọa và trả đũa kinh tế của Trung Quốc. Còn cựu Thủ tướng Anh Liz Truss đầu năm nay đã kêu gọi thành lập một NATO kinh tế. Trong khi đó, Bloomberg đưa tin các nhà lãnh đạo G7, Anh, Canada, Đức, Mỹ, Nhật Bản, Pháp và Ý cũng sẽ khởi động một cơ chế mới để đối phó hành vi cưỡng ép kinh tế. Các nhà lãnh đạo muốn gửi tín hiệu đến Bắc Kinh cho rằng họ đoàn kết trong việc chống lại điều mà họ coi là hành động thù địch trên mặt trận kinh tế. Cơ chế mới mang tên Nền tảng điều phối G7 về cưỡng ép kinh tế sẽ giúp giải quyết việc các biện pháp chèn ép kinh tế được sử dụng ngày càng nhiều và nguy hiểm hơn nhằm can thiệp vào vấn đề của nước khác. Cơ chế chung này sẽ cho phép các thành viên G7 phối hợp ứng phó với các hành động như giới hạn thương mại và đầu tư, tẩy chay và tấn công mạng. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết các lãnh đạo G7 sẽ đưa ra một bộ công cụ chung để đối phó hành vi cưỡng ép kinh tế, bao gồm các bước để xây dựng chuỗi cung ứng với sức chống chịu tốt hơn, những biện pháp kiểm soát xuất khẩu và đầu tư nước ngoài để bảo vệ công nghệ nhạy cảm. Trong một tuyên bố đưa ra tối 20 tháng 5, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết
về giao thiệp nghiêm khắc với Nhật Bản và các bên liên quan về các nội dung liên quan đến nước này đưa ra tại hội nghị G7. Tuyên bố được Bắc Kinh đưa ra dưới dạng hỏi đáp, trong đó nêu rõ Trung Quốc không hài lòng mạnh mẽ và kiên quyết phản đối tuyên bố chung của G7 về các nội dung liên quan đến nước này và đã giao thiệp nghiêm khắc với Nhật Bản, nước chủ nhà tổ chức hội nghị thượng đỉnh G7 và các bên liên quan. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng G7 không quan tâm đến những quan ngại nghiêm trọng của nước này, bôi nhọ công kích và can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc, trong đó có vấn đề Đài Loan. Tuyên bố tái khẳng định giải quyết vấn đề Đài Loan là việc riêng của người Trung Quốc và phải do người Trung Quốc quyết định, đồng thời cảnh báo bất cứ ai cũng không nên đánh giá thấp quyết tâm mạnh mẽ, ý chí kiên định và khả năng to lớn của người dân Trung Quốc trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ. Về vấn đề cưỡng bức kinh tế, Bắc Kinh cho rằng việc Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đơn phương và tách rời được chuỗi mới là cưỡng bức thực sự với việc chính trị hóa và vũ khí hóa quan hệ kinh tế thương mại. Đồng thời cảnh báo G7 không nên trở thành kẻ đồng lõa và tiếp tay của Mỹ, hối thúc nhóm này quay trở lại con đường đối thoại và hợp tác đúng đắn. Vậy vai trò của Việt Nam tại hội nghị này là gì nhỉ? Nếu các bạn không nhớ thì Hồ Xanh Kiến Thức xin phép nhắc lại. Lần gần nhất mà Việt Nam được mời tham dự thượng đỉnh G7 mở rộng là vào năm 2018 tại Canada. Trước đó, chúng ta cũng liên tiếp được mời tham dự vào các năm 2016 và 2017 trước khi các hoạt động bị gián đoạn do đại dịch Covid-19. Có thể thấy, Nhật Bản muốn nhân hội nghị G7 lần này để thuyết phục các nước phát triển, trong đó có Việt Nam, hợp tác sâu rộng hơn với khối G7. Tại Đông Nam Á, mặc nền kinh tế chưa phải là lớn lắm, nhưng Việt Nam và Indonesia đều có vị thế hết sức quan trọng. Bên cạnh đó, Việt Nam còn nằm ở một vị trí chiến lược hết sức quan trọng đối với Trung Quốc, khi đây là cửa ngõ duy nhất để đất nước tỷ dân có thể thoải mái giao thương với thế giới. Do đó, việc Việt Nam xuất hiện tại hội nghị này đã ngầm gửi tới Bắc Kinh một lời đe dọa. Trong khi mục tiêu của các quốc gia G7 là tạo ra một vành đai nhằm kìm hãm Trung Quốc, thì tiếng nói của Việt Nam về các vấn đề chủ quyền lãnh thổ, đặc biệt là tại khu vực Hoàng Sa và Trường Sa, sẽ có sức nặng hơn với đất nước tỷ dân. Trong bài phát biểu quan trọng tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nêu bật 3 thông điệp của Việt Nam về hòa bình, ổn định và phát triển. Trong phát biểu quan trọng tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất cần nâng cao hiệu quả quản trị kinh tế toàn cầu, tăng cường phối hợp chính sách, nhất là về lãi suất, tài chính, tiền tệ, thương mại và đầu tư, cải cách hệ thống thương mại đa phương với vai trò trung tâm của Tổ chức Thương mại Thế giới, WTO. Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh sáng kiến của G7 về đối tác cơ sở hạ tầng và đầu tư toàn cầu PGII, đề nghị G7 tiếp tục hỗ trợ các nước đang phát triển thông qua cung cấp tài chính xanh, hợp tác phát triển hệ thống hạ tầng chiến lược, nhất là về giao thông. Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam nêu thông điệp về thúc đẩy quan hệ đối tác toàn cầu thực chất, hiệu quả hơn, nhấn mạnh đề cao đoàn kết quốc tế, kiên trì hợp tác đa phương là chìa khóa để giải quyết các thách thức phức tạp hiện nay, đồng thời cần đảm bảo lấy người dân là trung tâm, động lực, chủ thể, nguồn lực và mục tiêu của phát triển. Trên tinh thần đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam đánh giá cao tuyên bố hành động của Hiroshima về an ninh lương thực tự cường toàn cầu. Thủ tướng đề nghị G7 và đối tác đẩy mạnh mở cửa thị trường nông sản, thúc đẩy hợp tác nông nghiệp xanh, tăng cường tham gia và hỗ trợ triển khai các cơ chế hợp tác Nam-Nam và ba bên trong đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu. Các bạn thân mến, có thể thấy hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng lần này đã phần nào thể hiện rõ ràng thái độ của các quốc gia lớn đối với sự trỗi dậy không mấy hòa bình của Trung Quốc hiện nay. Các cơ chế đã được đưa ra để phần nào kìm hãm đất nước tỷ dân. Chúng ta cùng chờ xem kết quả trong thời gian tới sẽ như thế nào. Bên cạnh đó, đối với Việt Nam, việc được mời tham dự hội nghị G7 cũng cho thấy vị thế chính trị của Việt Nam rõ ràng là đang tăng rất cao. Người Việt giờ đây đã có thể đứng ngang hàng với các cường quốc hàng đầu thế giới để bàn việc hoạch định các chính sách của nhân loại, chứ không còn là một quân cờ trên bàn cờ chính trị. Việc lôi kéo giải đất hình chữ S chắc chắn sẽ là điều mà cả Trung Quốc lẫn các quốc gia phương Tây tăng cường thực hiện trong thời gian tới. Điều này không những khiến cho người dân Việt Nam nở may nở mặt mà hứa hẹn sẽ đem về các cơ hội mới cho đất nước. Còn các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Liệu rằng chúng ta có quyết định chọn phe hay không? Xin mời các bạn cùng bình luận xuống bên dưới để cùng trao đổi với Hồ Xanh Kiến Thức nhé!
Còn bây giờ, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của Hố Xanh Kiến Thức. Video đến đây là hết rồi. Nếu bạn nhận được thông tin gì thú vị và ý nghĩa thì hãy dành cho Hố Xanh Kiến Thức sự ủng hộ bằng cách chia sẻ video đến mọi người nhé. Bạn cũng có thể nhấp vào bên trái hoặc bên phải màn hình để theo dõi những video thú vị khác của Hố Xanh Kiến Thức. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!